là một điểm nhấn quan trọng, một trong chuỗi các sự kiện chính của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 6, nhằm tôn vinh những người trồng hoa và ngành hoa Đà Lạt. Ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt tổ chức lễ biểu dương và tôn vinh người trồng hoa. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV vào lúc 20 giờ thứ 6 ngày 1 tháng 1 năm 2016. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Tác phẩm Con đường Hội Họa dài khoảng 200 m